chúc mừng năm mới sáng mùng một. Trời ơi, bạn Sóc chạy đi đâu vậy? Nè, mặc đồ đẹp đi đâu ạ? Trời ơi, sao dài? Bạn Sóc ơi, bạn Sóc có cái gì vậy? Bạn Sóc cầm cái gì vậy? Cái gì? Cái đó là cái gì? Bóng đèn, đúng rồi. Rồi con này ai cho con hả? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì nè? À, lì xì nè. Mà khi người ta lì xì cho con thì con sẽ nói làm sao? Vâng, con nói cảm ơn và con cảm ơn đúng không? Rồi con chúc Tết đúng không? Rồi con chúc Tết là chúc như thế nào nè? Con nói đi, chúc Tết là chúc gì? Chúc sức. Mày nói con chúc ông bà, chúc cô chú sức khỏe, bạn sự như ý nha. Nè. Bạn Sóc ơi, đổ tay cái gì vậy bạn Sóc? Nhiều lì xì quá. Lì xì rồi, người ta lì xì cho mọi người, lì xì cho là sao nè? Đưa bố mẹ cất đúng không? Dạ đúng. Nhớ là lì xì là không được khi mà, nè bố nói nè, khi mà ông bà cô chú hay các bác lì xì cho con là con không có được mở bao lì xì ra, nghe chưa? Nha, con cất nha, con đưa bố mẹ hoặc là con gửi nhét heo nha, hay là sao đó nha, chứ không được mở ra liền, nghe chưa? Dạ. Đó không nè. Nè nè, bạn Sóc mặc đồ đẹp mà làm cái tướng gì kỳ vậy? Hả? À. Hả? Đi để chỗ. Ở làm gì vậy? Biểu diễn gì vậy? Cúng bái gì đây vậy? Hả? Nè nè, cúng bái gì đây vậy? Đứng dậy nè. Không yên luôn rồi. Sao ra ngoài bắn này nè. Yếu à, bọn con yếu à.